Dạ, Hiếu Phan Vlog xin mến chào tất cả quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với bản tin trên kênh của Hiếu. Rất vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị khán giả trong cái nội dung thông tin video ngày hôm nay. Thì nội dung trong video này Hiếu lại tiếp tục cập nhật thông tin có liên quan đến 3 luật sư trong 5 luật sư đã từng bảo vệ bí mật pháp lý cho Thiện Nam Anh Bầu Vũ Trụ đã rời khỏi quê hương Việt Nam để đến đất nước tự do đó là Hoa Kỳ. Thì đây là một cái thông tin mới nhất cực kỳ thú vị mà Hiếu muốn gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. Thì trước khi vào nội dung thông tin chi tiết, Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình trên kênh của Hiếu. Luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ. Và xin kính thưa quý vị khán giả, thông tin mà 3 luật sư đang ở Hoa Kỳ thì đây là một cái thông tin đã được xác nhận và hôm nay thì nó đã rõ ràng và chính xác rồi thưa vị khán giả. Mấy ngày trước đây thì vị khán giả cũng có nghe luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Nguyễn Văn Miến cũng có trả lời phỏng vấn cho đài VOA tiếng Việt. Thì hôm nay luật sư Miến và luật sư Mạnh lại tiếp tục được đài OFA cũng đã mời để mà trả lời phỏng vấn những cái sự việc có liên quan đến cái điều 331 và tại sao thì các luật sư này phải tạm lánh, rời khỏi Việt Nam để đến Hoa Kỳ. Thì ở trong cái phần trả lời phỏng vấn này của luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Nguyễn Văn Miến, thì cô MC Thanh Trúc vô tình tiết lộ thông tin là có cả luật sư Lân đến Hoa Kỳ nữa thưa vị khán giả. Nhưng mà vẫn chưa có mời được luật sư Lân. Theo Hiếu nghĩ, đó là cái vấn đề riêng tư. Ở Mỹ thì họ rất tôn trọng cái quyền riêng tư, thưa vị. Khi mà luật sư Lân không có đồng ý, thì họ cũng không có cưỡng ép luật sư Lân ở đây. Nhưng mà trong thời gian tương lai thì chắc có lẽ là luật sư Lân sẽ công khai, tiết lộ về cái nơi mình ở như thế nào, ở bang nào, thưa vị. Sau khi mà Hiếu nghe được thông tin là cô Thanh Trúc tiết lộ có cả luật sư Lân nữa nhưng mà chưa có mời được luật sư Lân trả lời cho đài OFA á, thì cũng đã đủ chứng minh hiện tại đây luật sư Lân cùng với luật sư Miến và luật sư Mạnh đều ở Hoa Kỳ, thưa vị khán giả. Nhưng mà tại cái phòng studio này thì luật sư Mạnh và luật sư Miến là chia sẻ về cái thông tin mà thời gian vừa qua bên phía cơ quan chức năng công an tỉnh Long An không có tin những cái tấm ảnh mà được mạng xã hội truyền tải ở trên YouTube hay là Facebook đó, thì họ cũng cho rằng đó là những cái hình ảnh cắt ghép chưa có đầy đủ cơ sở để chứng minh rằng các luật sư này đang ở Hoa Kỳ. Nhưng mà hôm nay thì nó đã quá rõ ràng rồi thưa vị. Không dài dòng nữa thì Hiếu mời quý vị khán giả cùng đến với phần chia sẻ của luật sư Mạnh và luật sư Miến với đài RFA. Sau khi nghe xong thì Hiếu cũng xin gửi đến tất cả quý vị khán giả một vài cái hình ảnh mới nhất của gia đình luật sư Mạnh và luật sư Miến cùng với những người bạn của mình đi ăn uống tại Washington, Hoa Kỳ, thưa quý vị. Rất mong là quý khán giả khi xem để lại bình luận, nhận xét, một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho Hiếu ạ. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hiếu mời quý vị khán giả cùng đến với phần trả lời phỏng vấn sau đây của luật sư Mạnh và luật sư Miến nhé. Thanh Trúc kính chào quý vị và xin được hân hạnh chào mừng hai vị khách mời đặc biệt đến với buổi thu hình của Đài Á Châu Tự Do hôm nay, luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Nguyễn Văn Miến. Một lần nữa Thanh Trúc xin được chào đón quý vị đến với studio của Đài Á Châu Tự Do hôm nay. Dạ, chào cô Thanh Trúc và chào quý vị. Chào Thanh Trúc, chào quý vị. Nhân dịp đặc biệt này thì đài của chúng tôi cũng mong được thấy rằng là sự hiện diện của quý vị ở studio của Đài Á Châu Tự Do hôm nay để quý vị xác nhận lại cùng với chúng tôi rằng là quý vị đang ở trên đất Mỹ và đang ở ngay Đài Á Châu Tự Do của chúng tôi. Thay vì như là quý vị đã đến đây vào ngày 16 tháng 6 vừa qua, thay vì như là một cái bản tin mà trong cái buổi họp báo ở bên Việt Nam đó, và sau đó được dẫn tin lại, các báo dẫn tin lại rằng là những hình ảnh và những tin tức mà quý vị đưa ra đó đều là những cái hình ảnh và những tin tức không có thật, tức là cắt ghép từ những hình ảnh cũ. Quý vị xác nhận như thế nào ạ? Tôi xác nhận được là chúng tôi đang ở vùng Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Và cái ảnh mà hôm chúng tôi chụp ở phi trường vào ngày 16 tây tháng 6, đó là ảnh thật chụp tại phi trường Dallas. Dạ, tôi cũng đã đến Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 6. Và cái tấm hình chụp mà công an Long An cho rằng lắp ghép, đó là một tấm hình, một cái poster dán tại sân bay.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, thực ra thì có 3 vị luật sư đã rời Việt Nam và đến được đất Hoa Kỳ này. Vị luật sư thứ 3 là luật sư Đào Kim Lân, thì chúng tôi chưa có thể mời được ông, nhưng mà hôm nay thì đã có 2 vị ở đây. Thì Thanh Trúc xin hỏi là quý vị có thể một cách cụ thể để trình bày cho mọi người biết là cái lý do mà quý vị, mình có thể dùng cái chữ gọi là tạm lánh khỏi Việt Nam để đi ra một nước khác, nó như thế nào? Xin quý vị trình bày cho chúng tôi biết ạ. Xin thưa với cô Thanh Trúc thế này, chúng tôi có một số tạm gọi là dự án tại Hoa Kỳ, và thật ra là chúng tôi cũng mặc ở đây để thực hiện chúng. Đơn giản nó chỉ là vậy thôi ạ. Dạ vâng, và luật sư Nguyễn Văn Miến. Dạ, thưa ông. Thực ra thì tôi xác nhận là có một cái việc truy tìm của cơ quan Long An đối với chúng tôi. Và việc chúng tôi thi hành cái chức phận của luật sư của chúng tôi là hợp pháp. Việc mà cơ quan Long An truy tìm chúng tôi là không có quy định trong pháp luật. Và chúng tôi thấy cần phải lánh đi một thời gian để tránh cái sự truy tìm đó. Hy vọng là sau này thực tế nó sẽ thay đổi và chúng tôi sẽ tiếp tục cái công việc của chúng tôi. Dạ vâng, quý vị đang bảo vệ pháp lý cho một cái vụ án liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai mà bây giờ người ta gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ đó. Thì đang trong quá trình điều tra và đang trong quá trình để mà truy tố mọi sự thì là quý vị lại bị truy tìm. Thì xin quý vị cho chúng tôi biết là cái chuyện truy tìm đó có đúng hay không? Thật ra thì như đồng nghiệp chúng tôi cũng vừa nói, cái việc mà truy tìm của cơ quan điều tra của tỉnh Long An, tôi có thể khẳng định được ngay, đây là một việc làm không có hợp pháp. Dạ. Trên căn bản, bộ luật tố tụng hình sự, đó là cái bộ luật mà nó mang ý nghĩa rằng là chi phối tất cả mọi cái hoạt động của cơ quan công an đối với chúng tôi thì phải dựa theo cái bộ luật này. Trong bộ luật này nó không hề có khái niệm truy tìm. Do vậy là cái việc họ truy tìm chúng tôi là nó không có cơ sở pháp lý. Và cái việc truy tìm đó, nhiều người họ nghe thấy và họ nói rằng là truy tìm gì mà giống như một lệnh truy nã, bởi vì toàn bộ hệ thống truyền thông của nhà nước cùng các địa phương mà chúng tôi cư trú đều dán cái lệnh gọi là truy tìm, khiến chúng tôi là hoàn toàn không thể nào tiếp tục cái công việc của chúng tôi tại Việt Nam được trong thời điểm đó. Dạ vâng, ngoài ra đó thì là phía bên công an Long An còn có nói rằng là quý vị luật sư này có thể là vi phạm cái điều 331 bộ luật hình sự, mà đây là một cái điều mà được bị nhiều cái tổ chức nhân quyền cũng như những tổ chức pháp lý ở trên thế giới cho rằng không có đúng, vô lý. Như vậy thì ý kiến của quý vị như thế nào? Tôi cho rằng là việc các tổ chức nhân quyền của quốc tế nhận xét về cái điều luật 331 như vậy là hoàn toàn xác đáng. Trong bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành thì không chỉ có điều 331 mà bên cạnh đó nó có một điều khoản khác là điều 117. Thế thì hai điều luật này nó đều mang cái ý nghĩa là nó chế tài những cái phát ngôn của người dân và cho rằng những cái phát ngôn đó nó xâm phạm đến cơ quan nhà nước, tổ chức hoặc là cá nhân. Bên cạnh đó thì hiến pháp của chính Việt Nam cũng quy định về cái quyền được tự do ngôn luận, tự do biểu đạt cái chính kiến của mình. Thế thì hai cái điều luật mà chúng tôi vừa mới kể thật ra nó gần như nó phủ nhận hoàn toàn ý nghĩa của hiến pháp. Vì vậy cho nên là có lý do khi các tổ chức quốc tế họ lên án hai cái điều luật này. Và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi trong quá trình hành nghề của mình thì chúng tôi vẫn thường xuyên kiến nghị với lại tòa án. Và qua đó thì để yêu cầu Quốc hội xem xét lại hai điều luật này. Và nếu có thể thì nên hủy bỏ hai điều luật này trong bộ luật hình sự. Bởi vì cái điều đó nó đi ngược với hiến pháp. Và đi ngược với lại cái sự hiểu biết chung của thế giới về cái quyền được tự do ngôn luận, tự do biểu đạt chính kiến. Xin phép. Cái điều 331 và điều 117 nó đã mâu thuẫn với lại cái hiệp ước, công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, cụ thể là công ước về các quyền tự do về dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết, trong đó có quyền tự do biểu đạt. Và cái điều 117 cũng như điều 331, chúng tôi
tất cả các phiên tòa đều trình bày rằng là điều đó rất là mơ hồ, bởi vì là chỉ dùng cái lời nói để mà kết tội những người khác. Khi mà cái quyền và lợi ích của cá nhân và cái quyền lợi của nhà nước, quyền lợi của nhà nước thì nó vô cùng, bởi vì nếu như nhà nước thấy là cái điều đó là xâm phạm quyền lợi thì lập tức là họ mở ra một cái chuyên án và họ sẽ truy tố những cá nhân có lời phát biểu vi phạm theo điều 331. Dạ vâng. Chúng tôi được biết rằng là hai vị luật sư Đặng Đình Mạnh cũng như Nguyễn Văn Miến đã dấn thân vào nhiều vụ án ở trong nước, chứ không phải chỉ riêng cái vụ gọi là Tỉnh Thất Bồng Lai, mà cái vụ này nó như một giọt nước tràn ly khiến bây giờ người ta thấy được cái sự hiện diện của quý vị ở nơi đây. Thưa quý vị, chúng ta thử đặt vấn đề là những cái vụ án oan án sai đó thì là ở nơi nào cũng có, đất nước nào cũng có, kể cả những cái đất nước mà tự do, kể cả Hoa Kỳ là một cái đất nước thượng tôn pháp luật và có một nền tư pháp độc lập. Thế nhưng nhờ cái luật pháp nghiêm minh và nhờ cái gọi là cái những cái quá trình điều tra nó đúng với luật pháp, cho nên sớm muộn thì những vụ án oan án sai cũng đều được sáng tỏ, được tháo gỡ. Việt Nam có được như vậy không? Quý vị nghĩ như thế nào nếu như mà có những vụ oan án oan sai ở Việt Nam có thể được như vậy, làm sao để được như vậy? Thưa luật sư Đặng Đình Mạnh. Tôi cho rằng như thế này, hiện nay có thể là đánh giá về cái hiện trạng luật pháp ở Việt Nam. Thì nếu nói là dưới góc độ là lập pháp, tức là hình thành lên được những văn bản quy định pháp luật, thì còn một số điểm thì chúng tôi cho rằng là chưa được đúng lắm. Nhưng mà nhìn chung là khá tốt. Nhưng mà hiện nay cái sự khá tốt chỉ mới ở mức độ lập pháp mà thôi. Còn ở cái việc mà thực thi, thực hiện những quy định pháp luật thì theo chúng tôi nghĩ rằng là hiện nay rất tệ. Nó tệ đến mức độ là có thể nó tạo ra những cái bản án oan, khiến thân phận của người dân ở trong nước trở nên hết sức là rủi ro khi mà họ phải đối diện với lại pháp luật. Và cái việc này thì chúng tôi nghĩ là không chỉ là một sớm một chiều có thể thay đổi được, mà có lẽ là cần có cái sự quyết tâm rất là lớn. Nhưng mà vấn đề đặt ra ở trong trường hợp này là liệu thật sự là chính quyền Việt Nam đã thật sự có cái quyết tâm để mà thực thi luật pháp do chính họ ban hành một cách đầy đủ và đúng ý nghĩa của nó hay chưa? Dạ vâng. Tôi thấy trong việc này nó có cái sự là phân hóa, gọi là địa phương hóa. Bởi vì cùng một hành vi, có thể là địa phương này xử lý hành chính, có thể địa phương kia thì không. Nhưng cái điều luật 331 và 117 nó là một cái như chiếc đèn cù vậy, cứ chạy lòng vòng vậy. Khi mà họ gặp và có gì bất lợi đó là họ sẽ đưa những người phát biểu đó có cái tư tưởng nào mà khác biệt với nhà nước hoặc khác biệt với cái tổ chức chính quyền của nhà nước, thì lập tức là những người đó rơi vào vòng lao lý. Vì thế cho nên là cái hệ thống luật pháp của Việt Nam mặc dù đã được quốc tế quan tâm và đã sửa đổi rất nhiều lần, nhưng những cái điều luật mà cái bẫy như điều 331, 117 nó vẫn tồn tại, khiến cho cái hệ thống tư pháp Việt Nam mình rơi vào một cái vòng luẩn quẩn. Từ cái vấn đề mà chúng ta đang nói ở đây đó, thì Thanh Trúc xin phép được hỏi tiếp thêm hai vị luật sư Nguyễn Văn Miến cũng như luật sư Đặng Đình Mạnh là như thế này. Quý vị nói một cách rõ ràng hơn đó, quý vị có những điều mà chúng ta dùng gọi là những cái bức xúc gì, những cái băn khoăn, những cái trăn trở gì về cái hoạt động luật sư, hoạt động bảo vệ pháp lý ở Việt Nam, đặc biệt là quý vị đang có những đồng nghiệp đang dấn thân vào những vụ án oan ác sai trong nước, quý vị biết điều đó, thì quý vị, cái điều mà quý vị lo ngại cho cái thực trạng mà về những cái gọi là hoạt động luật sư và những vụ án oan ác sai trong nước, xin quý vị trình bày cho mọi người biết. Hiện nay thì không chỉ chúng tôi mà hầu như là toàn bộ đội ngũ luật sư ở trong nước đều mong muốn có một nền tư pháp lành mạnh. Trong cái nền tư pháp đó không có những cái vụ án oan, hoặc nếu có thì phải cố gắng giảm thiểu nó. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh hiện tại và cái cách mà chính quyền điều hành về luật pháp cũng như là
các cái cơ quan điều tra của các tỉnh thì chúng tôi cho thấy rằng là cái sự tiến bộ rất là ít. Nó đến mức rằng là chúng tôi, thí dụ như bản thân chúng tôi đây là luật sư, khi chúng tôi chỉ làm những việc mà trong phạm vi lập pháp mà chúng tôi còn bị đe dọa, cái sự an nguy của chúng tôi vẫn không được bảo đảm, khiến mà chúng tôi vẫn phải, thí dụ như chúng tôi phải đi qua đây chẳng hạn, để tạm thời lánh đi cái việc điều tra, thì ít nhất cái điểm đó cho thấy rằng là cái việc bảo đảm cho đội ngũ luật sư tham gia vào cái quá trình thực thi luật pháp ở trong nước là còn nhiều vấn đề, là vẫn chưa được bảo đảm. Nếu luật pháp không được bảo đảm để mà cho các luật sư hành nghề thì chúng tôi không thể nào yên tâm để chúng tôi bảo vệ đối với lại người dân trong nước được. Đây là cái vòng như luật sư Miến nhận xét, tôi cho là hết sức là xác đáng. Nó là cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Dạ vâng. Theo tôi thì cái hoạt động của luật sư Việt Nam đã được là cố gắng cải thiện rất nhiều để được như ngày hôm nay. Tuy nhiên là trong quá trình hành nghề như vậy, thực tế thì không đơn giản như vậy. Họ đã có những cái rào cản, chẳng hạn như là họ không có cho luật sư tham gia ngay từ cái giai đoạn điều tra đối với cái án an ninh quốc gia. Hầu như khi chúng tôi làm thủ tục để mà đăng ký bào chữa thì hoàn toàn bị từ chối ngay từ giai đoạn đầu. Đến khi mà đã kết thúc điều tra rồi thì chúng tôi mới vào, thì coi như là gạo đã nấu thành cơm, chúng tôi không thể nào làm gì khác được. Và cái sự cản trở đó nó còn địa phương hóa ở chỗ là đối với địa phương này thì cần chúng tôi thì để cho chúng tôi vào tham gia trong một cái giai đoạn nhất định, còn những địa phương khác thì hầu như là họ không cho, khiến cho là cái hệ thống tư pháp Việt Nam và cụ thể là công việc của luật sư của chúng tôi nó không phải là đúng theo các quy định của pháp luật mà Việt Nam đã đặt ra. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, cùng với vị luật sư thứ ba mà hiện tại không có mặt ở trong studio của chúng tôi đó, thì Thanh Trúc thật là mong mỏi là sẽ có thể một ngày nào rất gần vẫn mời được cả ba vị luật sư lên đây để nói chuyện về cái vấn đề hoạt động luật sư và những vấn đề bảo vệ pháp lý và nói về tư pháp của Việt Nam trong những ngày tới. Đó là điều mong mỏi của Thanh Trúc cũng như là của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thanh Trúc xin chân thành cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Nguyễn Văn Miến đã hiện diện trong cái buổi nói chuyện này. Và Thanh Trúc cũng, hẳn quý vị cũng như Thanh Trúc cũng đều mong rằng là những cái ngày chân ướt chân ráo tới Hoa Kỳ này sẽ đem lại cho quý vị một cái nhìn mới về những gì quý vị sẽ phải làm trong tương lai, phải thực hiện trong tương lai. Và đặc biệt là chúng tôi xin cầu chúc quý vị và gia đình có một cái cuộc sống tốt đẹp ở trên một cái đất nước mà có rất nhiều cơ hội để mở ra cho chúng ta. Xin chân thành cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh cũng như luật sư Nguyễn Văn Miến. Đó, quý vị khán giả thân mến, quý vị cũng vừa nghe phần trò chuyện trả lời phỏng vấn của luật sư Mạnh và luật sư Miến với đài OFA xoay quanh sự việc tại sao các luật sư phải tạm xa lánh Việt Nam để đến đất nước Hoa Kỳ. Thì theo quý vị khán giả nhận định như thế nào cho cái phần trả lời của các luật sư? Thì ở đây chúng ta cũng có nghe luật sư Mạnh nói là có một số dự án chưa có làm, cho nên là luật sư phải qua đây để mà thực hiện nó trong tương lai, thưa vị. Thì dự án gì thì trong tương lai chắc có lẽ là chúng ta cũng sẽ biết mà thôi. Thì cũng rất mong là các vị luật sư luôn nhớ về câu chuyện của Thiền Am mà có cái tiếng nói của mình đi đòi lại công bằng lẽ phải cho họ ở đây, binh vực họ. Thưa vị khán giả, đó là những gì mà chúng ta rất mong mỏi từ các vị luật sư này sau khi mà đến Hoa Kỳ, đúng không ạ? Thì tiếp theo thông tin sau đây thì Hiếu cũng xin gửi đến tất cả vị khán giả một vài cái hình ảnh có gia đình của luật sư Nguyễn Văn Miến cũng như là gia đình của luật sư Đặng Đình Mạnh đó, đang đi ăn uống tại Washington, thưa quý vị khán giả. Đó, những cái hình ảnh rất là dễ thương, rất là thân thiện. Thì đi đâu thì Hiếu cũng thấy là luật sư Mạnh với luật sư Miến đi chung, thưa vị. Nhưng mà không có sự xuất hiện của luật sư Lân thì nó còn thiếu cái gì, đúng không ạ? Thì trong tương lai thôi thì chúng ta cũng sẽ thấy là các vị luật sư này sẽ cùng chung đi với nhau, thưa quý vị. Đó, và cũng mong là các vị luật sư luôn yêu thương và ủng hộ cho Thiền Am bên bầu vũ trụ như ngày nào.
Còn cái trường hợp của luật sư Lân thì vị khán giả cũng biết rồi, anh còn đang ấp ấp mở mở, không có cho dư luận biết chính xác rõ ràng là anh đang ở đâu và anh có cái ý tưởng gì. Nhưng mà lên livestream thì luật sư Lân rất là mạnh mẽ, lôi ra những cái sự việc mà từ bấy lâu nay ở Việt Nam anh không có dám nói mạnh như vậy, thưa vị. Nhưng mà qua đến Hoa Kỳ rồi thì anh đem cả những cán bộ cấp cao của tỉnh Long An, như là giám đốc công an tỉnh Long An hay là những cán bộ khác có liên quan đó, thì luật sư lên phân tích mổ xẻ những cái sai phạm của họ để cho dư luận được biết, rất là mạnh mẽ ở đây. Nếu mà ở Việt Nam thì luật sư Lân có yên ổn hay không, thưa vị khán giả? Thì qua cái thông tin mà cô MC Thanh Trúc đã chia sẻ tiết lộ đó, là có cả luật sư Lân nữa nhưng mà chưa có mời luật sư Lân được á, thì chúng ta cũng tin rằng cả ba luật sư đều ở Hoa Kỳ rồi. Còn không biết là luật sư Lân ở bang nào thôi, nhưng mà ở Washington á, thì đã có luật sư Mạnh và luật sư Miến đang ở đây rồi. Thì chúng ta cũng thấy qua những cái hình ảnh như thế này, thì với những cái thông tin hình ảnh như thế này á, thì có một cái dòng trạng thái mà chị Thúy Lê là vợ của luật sư Mạnh có nói như sau: gặp gỡ những người yêu quý vào dịp cuối tuần thật thú vị. Đây là những cái hình ảnh được chụp đi ăn uống vào cái dịp cuối tuần mấy ngày vừa qua, thưa quý vị khán giả. Đó cũng là nội dung thông tin hôm nay mà Hiếu muốn gửi đến cho tất cả quý vị khán giả được biết. Một lần nữa, Hiếu cũng xin kính chúc tất cả quý vị khán giả trên kênh của Hiếu luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc, và chúng ta cùng yêu thương đoàn kết lại với nhau, có cái tiếng nói chung để mà binh vực thì an minh bộ vũ trụ ở đây nha, thưa quý vị khán giả. Một lần nữa thì Hiếu cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã và đang đồng hành, yêu thương, ủng hộ cho kênh của Hiếu Phan Vlog, cũng như là yêu thương Thiền Am, yêu thương luật sư đã từng bảo vệ mặt pháp lý cho Thiền Am ở đây. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Những thông tin tiếp theo có gì mới thì Hiếu sẽ lại tiếp tục cập nhật kịp thời để gửi đến cho tất cả quý vị khán giả được biết. Video ở đây cũng khá dài, thì Hiếu xin được tạm dừng ở đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video mới nhất ạ.